Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Hôm nay thì mua bán xe cũ sẽ cập nhật mang tới cho anh chị và các bạn thông tin về một chiếc xe 7 chỗ Hyundai Santa Fe phiên bản máy 2.5 Premium sản xuất là năm 2022. Một chiếc xe siêu lướt vẫn còn chế độ bảo hành của hãng. Lăn bánh với quãng đường là hơn 21.000 km. Có ngoại thất màu trắng và nội thất là hai màu. Anh chị và các bạn có thể quan sát phần đầu xe nổi bật với những các chi tiết như hệ thống đèn chiếu sáng của chiếc xe. Với những các chi tiết thiết kế trông nó rất là hiện đại, cùng với những phần mặt ca lăng mạ chrome sáng bóng tạo nên cái điểm nhấn nổi bật khi nhìn vào đầu xe, và logo thương hiệu chính giữa để dễ dàng nhận diện thương hiệu. Tính năng an toàn thì có trang bị đầy đủ như là hệ thống cảm biến này, rồi là những hệ thống cam 360 được trang bị đầy đủ. Dọc thân xe thì với những đường gân dập nổi hay là những các chi tiết bậc lên xuống được trang bị là bậc cứng. Mâm thì trang bị mâm hợp kim với những cái chi tiết họa tiết được tạo hình rất là lôi cuốn với hai tông màu. Với phần đốt đế nốt của chiếc xe này thì anh chị và các bạn có thể nhìn qua cùng em với các chi tiết thông số của chiếc xe. Đấy, em có thể quay rõ chi tiết cho các bác có thể cùng tham quan. Với đế nốt là anh chị và các bạn đợi em một chút, em sẽ tìm cái thông tin đế nốt. Đây, cái lớp này nó sau rồi. Với cái mâm của chiếc xe này nó sử dụng là mâm 19 inch. Gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, có cảnh báo vượt trên gương. Mở cửa thông minh cánh lái cánh phụ. Dán kính thảm trải sàn, bác chủ nâng cấp hết rồi. Anh chị mua chiếc xe này về sẽ không phải nâng cấp thêm gì nữa mà chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, đây là tổng thể của chiếc xe khi nhìn từ phía sau. Ở phía sau xe thì nó sẽ có những cái phần như là cái phần lipo nó che cái phần ống xả bên dưới. Ống xả của chiếc xe này thì nó ẩn đi ở bên dưới. Tính năng an toàn thì nó vẫn mang lại đầy đủ những cái trải nghiệm an toàn như là hệ thống cảm biến này, cam đùi này, gạt mưa, đèn cảnh báo. Cụm đèn hậu của chiếc xe thì nó được thiết kế trau chuốt tỉ mỉ và với những cái chi tiết giải đèn led kéo dài, lối liền hai đèn với nhau. Và cốp thì sử dụng là hệ thống cốp điện rồi. Đấy, các bạn có thể tham quan. Với một cái không gian bên trong thì nó vô cùng rộng rãi khi mà anh chị và các bạn không sử dụng đến hàng ghế thứ ba. Tổng thể chi tiết thì anh chị và các bạn có thể nhìn qua từ những con ốc đinh tán của chiếc xe. Đấy, tất cả các chi tiết đều giữ được độ nguyên bản. Và để an tâm hơn nữa thì mình nên mang xe vào hãng hoặc bộ bên thứ ba để kiểm tra tổng thể, tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước. Đây là cái không gian khi em gập hàng ghế thứ ba xuống đây anh chị này. Bác chủ thì cũng rất là cẩn thận, đã trang bị cho xe một bộ thảm trải sàn. Với bộ thảm trải sàn này thì anh chị và các bạn sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí. Với hàng ghế thứ hai thì nó có chức năng gập điện, cũng như là có tính năng ở hàng ghế thứ ba như là điều chỉnh gió này, cửa gió điều hòa hai bên này, rồi hệ cổng sạc 12V 180W. Xe thì còn rất nhiều chi tiết ni lông còn chưa bóc hết anh chị ạ. Một chiếc xe siêu lướt vẫn còn chế độ bảo hành của hãng, và tầm tiền của chiếc xe này bây giờ nó chỉ còn khoảng 1.140.000.000. Giá thì vẫn còn giảm và thương lượng, hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên, di chuyển, giao xe toàn quốc. Ở bản 2022 này thì nó đã trang bị cho anh chị và các bạn rất nhiều các tiện ích mới, như là hệ thống loa thì đã sử dụng là loa Harman Kardon, rồi là hệ thống động cơ mới. Đấy, đây là những cái tiện ích ở bên cánh cửa, như là hệ thống vách ngăn giữa khoang hành khách, rồi là những cái phần như là hệ thống rèm che nắng này, cửa gió điều hòa trung tâm, ghế ngồi với hai tông màu. Với chất liệu ghế của chiếc xe, anh chị có thể nhìn qua những họa tiết tạo hình của chiếc xe trông rất là nổi bật. Cùng với đó, trần xe thì có với hệ thống cửa sổ trời toàn cảnh, và trần trang bị là trần lì, cửa gió điều hòa trung tâm, cổng sạc đầy đủ. Không gian khoang lái của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể ngắm nghía cùng em. Từ các thông số kính của chiếc xe đều còn trong tình trạng là nguyên bản. Đấy, rồi là những phần keo chỉ, táp ly, phím bấm chức năng vẫn còn rất mới. Bên trong đây thì nó sẽ có những phần hèm cửa hay là những cái phần con ốc bản lề. Anh chị và các bạn cần em hỗ trợ xem chi tiết rõ hơn ở phần nào, hãy kết bạn Zalo, em sẽ gửi chi tiết cho các bác có thể tham khảo và cân nhắc anh chị nhé. Ghế ngồi chỉnh điện đa hướng, có nhớ ghế hai vị trí. Và bên trong đây thì ta sẽ có thể nhìn thấy qua là những cái phần thông số là xuất xứ này, năm sản xuất của chiếc xe, cột kèo răng cao su, hay là những cái phím bấm chức năng, phanh tay điện tử, chống chân trượt, rồi là hệ thống mở cốp ở phía bên này.
Còn vô lăng của chiếc xe thì nó có trang bị vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, có hệ thống duy trì làn đường, rồi là phanh khoảng cách, lễ chuyển số thể thao, đèn auto, gạt mưa auto và cụm đồng hồ hiển thị thông tin điện tử kỹ thuật số sắc LED rõ ràng. Các thông tin cho anh chị và các bạn có thể xem qua. Màn hình được trang bị màn hình giải trí kích thước lớn với kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Cần số của chiếc xe này đã thay đổi bằng phím bấm cũng như là các chế độ đường để anh chị và các bạn có thể lựa chọn. Tính năng rất hay, hiện tại ở trên các dòng xe thì hiện tại đang trang bị thêm cái tính năng làm mát ghế, một tính năng rất là hữu ích ở cái khí hậu của nước mình. Đấy, những cái chi tiết anh chị có thể nhìn qua đây. Những cái phần ly lông vẫn còn nguyên này, bệ tì tay, tất cả các chi tiết. Tổng thể của chiếc xe này thì nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao. Cam kết rõ cho anh chị và các bạn về chất lượng của chiếc xe trên văn bản hợp đồng giấy tờ để anh chị bạn có thể yên tâm. Với chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy 2.5 Premium sản xuất là năm 2022, hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá bây giờ nó chỉ còn khoảng 1.140.000.000, giá này thì vẫn còn giảm và thương lượng, hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Đây là những cái chi tiết tổng thể để anh chị bạn có thể cùng tham quan và khám phá. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ.